Xin chào quý vị đang theo dõi bản tin mùa hè xanh, nơi cập nhật những tin tức nổi bật của chiến dịch mùa hè xanh trong một tuần vừa qua. Các bạn thân mến, với mục tiêu phủ xanh đường phố, đem lại mỹ quan đô thị cho người dân, vào sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, khoa du lịch đã kết hợp với đoàn phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hoạt động bóc gỡ quảng cáo trái quy định và tuyên truyền về những hành vi lừa đảo. Tại hoạt động, các chiến sĩ UFM cùng với cán bộ đoàn phường đi dọc các tuyến đường để gỡ bỏ những quảng cáo trái quy định dán ở các trụ điện, góc tường. Ngoài ra, các bạn còn được nghe tuyên truyền về những hành vi lừa đảo, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là các hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ mỹ quan đô thị, đẩy lùi tội phạm, đặc biệt là các tội phạm trong thời đại số, từ đó góp phần xây dựng và phát triển thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 2 tháng 7, tại cơ sở quận 9 của Trường Đại học Tài chính Marketing đã diễn ra hoạt động Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 150 do khoa Kế toán Kiểm toán tổ chức. Các chiến sĩ với tinh thần hăng hái đã cùng nhau dọn dẹp những khu vực xung quanh ký túc xá nhằm cải thiện môi trường sống tốt đẹp hơn. Hoạt động này đã khuyến khích sinh viên chú ý hơn đến môi trường xung quanh, giúp các bạn hình thành ý thức tôn trọng và giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Ngoài ra, trong tuần này, khoa Kế toán Kiểm toán còn tổ chức các hoạt động khác như tập huấn phòng cháy chữa cháy và đội hình chuyên chuyển đổi số, một tuần hoạt động đầy nhiệt huyết và ý nghĩa của khoa, đúng không nào? Kính thưa quý vị, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, là một trong những yếu tố giúp cho chúng ta đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Để giữ gìn và chăm sóc sức khỏe thật tốt là điều mà không phải ai cũng hiểu rõ. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, khoa Marketing đã phối hợp với các chiến sĩ tình nguyện của phường Tăng Nhân Phú B tổ chức hoạt động tập huấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho các chiến sĩ tình nguyện. Tại buổi tập huấn, Thạc sĩ Phạm Ngọc Hân đã chia sẻ những thông tin về sức khỏe và trả lời các thắc mắc của các chiến sĩ, cung cấp những lời khuyên hữu ích về việc chăm sóc sức khỏe đối với lứa tuổi thanh niên. Qua buổi tập huấn này, các chiến sĩ của khoa Marketing được trải nghiệm, được biết thêm nhiều kiến thức về sức khỏe và tìm ra phương án chăm sóc bản thân tốt hơn. Ngoài ra, trong tuần này, khoa Marketing còn tổ chức các hoạt động năng nổ như hội quân lần 1, trồng cây xanh, điều tiết an toàn giao thông, mang nhiều ý nghĩa cho xã hội và các chiến sĩ tham gia tình nguyện. Các bạn thân mến, những hoạt động vì trẻ thơ là hoạt động không thể thiếu trong mỗi năm của chiến dịch mùa hè xanh. Vừa qua, vào chiều ngày 30 tháng 6, khoa ngoại ngữ đã đồng hành cùng với đoàn phường Tân Thuận Tây tổ chức hoạt động mùa hè của em tại trường tiểu học Kim Đồng. Tại đây, các chiến sĩ đã tổ chức buổi sinh hoạt nhằm tuyên truyền những nội dung ý nghĩa đến cho các em thiếu nhi của trường tiểu học Kim Đồng. Kết hợp cùng với đó là các hoạt động vui chơi, giải trí sôi nổi nhằm nâng cao sức khỏe cũng như mang lại bầu không khí vui tươi đến cho các em. Ngoài ra, tuần này, khoa ngoại ngữ còn kết hợp với đoàn phường Tân Thuận và đoàn phường Phú Mỹ tổ chức thêm hai hoạt động, English for Kids và phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật. Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao năng khiếu và tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi, vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, khoa quản trị kinh doanh đã phối hợp với đoàn phường Long Bình tổ chức chương trình sinh hoạt lớp kỹ năng hè tại trường tiểu học Long Bình. Tại buổi sinh hoạt, các chiến sĩ cùng với các em thiếu nhi đã tham gia những hoạt động như vẽ tranh, luyện chữ đẹp. Các bạn nhỏ tỏ ra rất thích thú vì được thỏa sức vẽ tranh, được tự do phát huy niềm đam mê sáng tạo của mình. Hơn nữa, những hoạt động này còn giúp cho các em rèn được tính kiên nhẫn, tỉ mỉ của mình. Ngoài ra, tuần này khoa quản trị kinh doanh còn tổ chức nhiều hoạt động năng nổ như chương trình phòng cháy chữa cháy, chương trình sinh hoạt chiến sĩ và hội thi đó em kiến thức muôn màu. Các bạn thân mến, môi trường nước đang chết dần dưới sự tác động của rác thải và sự chung tay của tất cả mọi người là yếu tố quan trọng nhất để giải quyết vấn đề này. Vừa qua, vào ngày 29 tháng 6, khoa Tài chính Ngân hàng đã kết hợp cùng với đoàn phường Bình Thuận, quận 7 để tổ chức hoạt động khai thông dòng chảy, cải tạo mảng xanh ở kênh cầu Đa Khoa, quận 7. Tại hoạt động này, các chiến sĩ tình nguyện đã cùng nhau dọn dẹp cỏ dại, nhặt rác thải xung quanh kênh cầu để trả lại màu xanh vốn có cho con kênh, góp phần giúp cho dòng chảy được lưu thông dễ dàng và giảm ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh kênh cầu Đa Khoa. Hoạt động này vừa giúp cải tạo môi trường, vừa đem đến thông điệp nhắc nhở mọi người cần có ý thức hơn về bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước. Không xả rác nơi công cộng, vì rác thải chính là nguyên nhân lớn nhất phá hủy thiên nhiên và môi trường sống của động vật.
Tuần này, Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức rất nhiều hoạt động sôi nổi như các hoạt động sinh hoạt hè, lớp dạy tiếng Anh, hoạt động trang bị kỹ năng bơi lội cho em, hay các hoạt động liên quan đến bảo vệ, làm sạch môi trường. Bạo lực học đường là một vấn nạn nhức nhối trong xã hội ngày nay. Chính sự thấu hiểu và lên án của xã hội đã là một sợi dây vững chắc để kéo các em thoát ra khỏi bóng ma học đường này. Vào sáng ngày 30 tháng 6, Khoa Thẩm định giá Kinh doanh Bất động sản đã phối hợp cùng với Đoàn phường Long Trường để tổ chức hội nghị tuyên truyền về bạo lực học đường. Tại hội nghị, các chiến sĩ của Khoa Thẩm định giá Kinh doanh Bất động sản đã cùng với các em học sinh tìm hiểu về chuyên đề bạo lực học đường. Tại đây, các em đã được tuyên truyền về những hiện trạng, nguyên nhân và hệ lụy của vấn nạn bạo lực học đường hiện nay. Ngoài ra, tuần này Khoa Thẩm định giá Kinh doanh Bất động sản đã đóng góp cho chiến dịch nhiều hoạt động bổ ích như diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em, hội thao thiếu nhi hè năm 2023, cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Quý vị và các bạn thân mến, những tấm quảng cáo được dán chi chít trên cột điện, vách tường hẻm nhỏ là nguyên nhân làm mất đi vẻ đẹp mỹ quan đô thị vốn có của thành phố. Vào chiều ngày 1 tháng 7 vừa qua, Khoa Thuế Hải quan đã cùng Đoàn phường Linh Trung tổ chức hoạt động cạo xóa biển quảng cáo trên các tuyến đường phường Linh Trung, trên địa bàn phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Hoạt động không những mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho các chiến sĩ, mà còn góp phần trả lại vẻ đẹp mỹ quan đô thị vốn có của tuyến đường. Kết thúc bản tin là một hoạt động vì trẻ em đến từ Khoa Thương mại. Vào ngày 29 tháng 6, Khoa Thương mại đã kết hợp cùng với Đoàn phường quận 11 và quận Phú Nhuận để tổ chức diễn đàn Trẻ em nói không với bạo lực gia đình tại hội trường lầu 3, số 125 Trần Huy Liệu, phường 11, quận Phú Nhuận. Tại diễn đàn, các em thiếu nhi được tham gia lớp học võ tự vệ nhằm trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng tự vệ để phòng trường hợp các em gặp phải bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, hoạt động cũng là nơi để các em nói lên suy nghĩ của mình thông qua việc bày tỏ tâm tư về những vấn đề mà các em đang mắc phải. Từ đó sẽ giúp các em mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ tâm sự và nói lên vấn đề của mình. Trong tuần vừa qua, Khoa Thương mại cũng đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như giao thông văn minh, thanh niên với giao thông hay sơn phủ tường rào. Xin chào các bạn, ngày hôm nay Bảo Như đang có mặt tại phòng B005 trường Đại học Tài chính Marketing cơ sở Thủ Đức, nơi đang diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện, chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2023. Các bạn thân mến, những giọt máu hồng là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Những đơn vị máu quý giá được vận động liên tục để cứu sống nhiều bệnh nhân đang đối mặt với ranh giới sinh tử. Bên cạnh đó, hiến máu không chỉ cứu người mà còn giúp ích cho sức khỏe của người hiến máu. Và đến hẹn lại lên, chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2023 đã quay trở lại và nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các bạn sinh viên. Và không để các bạn chờ lâu, hãy theo mình đột nhập vào ngày hội hiến máu tình nguyện để xem không khí bên trong diễn ra như thế nào nhé. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin mùa hè xanh kỳ này. Kính chúc quý vị có một mùa hè thật sự vui vẻ bên gia đình và người thân. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Mọi đóng góp ý kiến và cần hỗ trợ thông tin, quý vị hãy vui lòng gửi về địa chỉ email truyền thông@ufm.edu.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.